Rồi. Và bây giờ Thái Lớn chia sẻ với bạn một cái nút, còn một cái nút mà rất nhiều người hỏi. Đó là cái nút khóa cần số ở vị trí bơi. Tên của nó là nút Ship Lock. Đây. Cái nút này để làm gì các bạn? Cái nút này là để sử dụng trong trường hợp mà xe mình hết bình, thì lúc đó mình đạp thắng đi chăng nữa mình cũng không dời cái cần số này ra khỏi vị trí bơi được ha. Đây, đây. À, Thái giả định tình huống này là bây giờ là chìa khóa đang nằm trong tay và không có cắm, không cắm chìa sao khóa vô ổ khóa ha. À, rút chìa khóa ha. Không có cắm ổ khóa và chìa khóa đang nằm trên tay rồi, để, rồi. À, mình đang ngồi trên chiếc Camry và trong trường hợp xe mình hết bình thì cũng giống như là Thái không mở công tắc lên và có đạp thắng đi chăng nữa mình cũng không dời cần số ra khỏi vị trí bơi được, các bạn thấy không ạ? Mà đặc thù của hộp số tự động là khi cần số ở vị trí bơi thì nó sẽ khóa hai bánh chủ động. Vì vậy mình có xả hắn tay đi chăng nữa mình không dời xe được. Tình huống đặt ra giả sử xe mình đậu ở đây hết bình, quay phía sau nó cản một số xe người ta muốn ra, mình đậu trong bãi đúng không ạ, người ta muốn ra thì phải làm sao? Chẳng lẽ người ta chờ cái xe của mình có điện trở lại, có bình trở lại, xe trở lại người ta mới được ra hay sao? Thì tình huống tương tự như thế này mình phải có cái cách gì đó để mình dời cái xe mình đi, mình đẩy cái xe mình qua chỗ khác để tránh cản trở những người khác. Vì vậy bất kỳ hộp số tự động nào cũng phải có cái nút khóa cơ này hay nút Ship Lock này. Trong những tình huống đó thì mình nhấn nó xuống và mình dời cần số đi. Các bạn xem nhé. Nhấn về vị trí N. Và lúc này chúng ta sẽ dời cần số về lại đúng vị trí N thì lúc đó sẽ không còn khóa hai bánh chủ động nữa. Chúng ta xả hắn tay, chúng ta phải di dời, phải đẩy cái xe đi chỗ khác theo ý của chúng ta. Cái kiểu nút Ship Lock vừa rồi Thái Lớn chia sẻ với các bạn là trên chiếc Camry 208 và một số cái dòng hộp số tự động đời 208 trở về trước mà các bạn hay hỏi. Còn hiện nay các dạng nút Ship Lock hiện nay thì nó không làm lồi lên như thế này. Thái Lớn sẽ chia sẻ tiếp với các bạn. Và bây giờ Thái Lớn sẽ chia sẻ với các bạn một dạng nút Ship Lock và phổ biến nhất hiện nay trên những cái xe đời mới như cái xe Vios đang trên showroom đây. Tương tự như trường hợp vừa rồi, bây giờ chúng ta cũng không dời cần số đi được bởi vì chúng ta giả định là xe hết bình, không bật chìa khóa lên, đúng không ạ? Rồi. À, cái nút Ship Lock hiện nay trên xe đời mới thì nó làm có duyên hơn, nó âm xuống và nó không có nhấn ha. Trường hợp này ít xài cho nên trong trường hợp cần thiết thì chúng ta sử dụng nó bằng cách là chúng ta có một cây vít ha, hoặc cái vật nhọn tương đương cây vít này, và những cẩn thận thì chúng ta quấn cái băng keo giấy cái đầu cây vít như Thái Lớn đang làm đây để chống trầy nha. Đây nãy nó lên rất đơn giản các bạn thấy không ạ? Đây cái nắp của nó thôi. Chúng ta nạy cái nắp lên và chúng ta chọt cái vít này vô trong cái lỗ này, nó ấn xuống được nè, các bạn thấy không ạ? Ấn xuống được nè. Rồi chúng ta dời cần số đi về N. Nhớ là về N nha các bạn. Rồi đây, rồi các bạn thấy đơn giản không ạ? Và sau khi chúng ta dời cái xe đi được rồi, chúng ta trả về và chúng ta đẩy cái nắp lại nè, đẩy cái nắp lại. Nhân tiện nói tới cái nút Ship Lock thì mình nhắc lại luôn là cái nút Ship Lock này trong trường hợp cái xe mình không chạy được, cần phải kéo xe thì mình đưa nó về N để kéo xe. Và cũng nhân tiện nói chuyện kéo xe thì kéo xe số tự động nó có khác xe số sàn và các bạn nên lưu ý một trong bốn cái giải pháp sau. Cách tốt nhất là các bạn kêu xe cứu hộ và chở hẳn cái xe mình về đại lý. Cách thứ hai là các bạn kéo xe nhưng yêu cầu các nhà cứu hộ họ có đem theo cái đế cứu hộ chuyên dùng dành cho cái xe bị kéo như hình. Tức là họ đặt cái xe mình lên cái đế đó và cái đế đó là nó có bốn bánh xe nó tiếp đất và họ kéo đi thì cái bánh xe mình nó không có bánh nào phải lăn theo hết. Một số nhà cứu hộ họ không dùng cái đế này nhưng mà họ khá là chuyên nghiệp thì mình cũng biết để mình quan sát. Họ sẽ chỉ cho hai cái bánh bị động tiếp đất thôi, còn hai bánh chủ động thì nó lại được câu hỏng lên. Như vậy cái bánh xe chủ động không quay cho nên nó sẽ không truyền ngược cái lực kéo lại với hộp số và không làm ảnh hưởng tới hộp số. Các bạn xem hình sẽ thấy là có chiếc tại sao kéo hỏng hai bánh trước, rồi có chiếc tại sao lại quay ngược cái đít lại kéo hỏng hai bánh sau, bởi vì hai cái bánh được kéo hỏng là hai bánh chủ động các bạn nha. Và cuối cùng là trong trường hợp đối đế mình không
không tìm được những cái phương án, ba phương án trên, buộc phải kéo lê cái xe của mình, tức là bốn bánh xe của mình nó tiếp đất mà bị được kéo bởi một cái xe khác. Thì trong trường hợp này mình đưa về N, và với xe số tự động thì các bạn nên nhớ cái giới hạn tốc độ chạy không được quá 50 cây số giờ. Các bạn nhớ nhé, không được quá 50 cây số giờ. Bởi vì nếu như các bạn kéo lê như thế thì các bánh xe nó sẽ quay và nó truyền ngược lại cái dòng quay đó lên hộp số, và hộp số lúc này không nổ máy, không hoạt động được, cho nên là không có nhớt bôi trơn, cho nên nếu chạy tốc độ cao sẽ làm trái bố và làm gây hỏng cái hộp số tự động của xe mình. Ok. Và bây giờ là một số lưu ý thường gặp phải với người sử dụng hộp số tự động lần đầu, chẳng hạn như là đời không được, đời không nổ, hay là rút chìa khóa không được với xe số tự động mặc dù nó không có hư gì hết. Lỗi đầu tiên là rút chìa khóa ra không được. Giả sử như bây giờ Thái Lớn vừa chạy cái xe về tới nhà và đậu lại một cái và tắt chìa khóa, rút chìa khóa ra không được, rút chìa khóa ra không được, mở lên thì được, rút chìa khóa ra không được, hoàn toàn không thể nào rút ra được. Rồi khi các bạn gặp trường hợp này thì các bạn nhìn xuống cái tay số giùm Thái coi vị trí nó nằm ở đâu. Rồi, và rõ ràng cái tay số này nó đang nằm ở vị trí D, đúng không các bạn? Thì chính vì nó nằm ở vị trí D cho nên các bạn không thể nào rút chìa khóa ra được. Khi các bạn gặp tình huống này, không vì gì các bạn phải lo lắng hay là phải kêu cứu hộ để kéo xe về. Nhiều người cứ tưởng xe mình bị hư. Các bạn quan sát cần số trước giùm Thái và đưa về vị trí B và rút chìa khóa ra. Các bạn thấy đơn giản không ạ? Và bây giờ Thái Lớn xin giả lập tình huống là mới vừa tấp vô cây xăng, tắt máy, bước xuống xe, đổ xăng và quay lên, đề máy, đạp thắng vẫn không được, đúng không? Rồi, ok, rồi. Trong trường hợp này các bạn cũng lại tiếp tục quan sát cần số. Cần số chúng ta đang nằm ở vị trí D. Vị trí D là vị trí có số. Vị trí có số, chính vì vậy là nếu như chúng ta đề máy được thì sẽ rất là nguy hiểm, đúng không các bạn? Đó là nguyên tắc của nhà thiết kế. Chính vì vậy là không thể đề máy được. Như vậy chúng ta rút ra một điều là trong trường hợp nếu như cần số để ở những vị trí có số, đúng không? Để ở những vị trí có số thì chúng ta không thể nào đề máy được, như là vị trí D, vị trí M hay là vị trí R. Câu hỏi đặt ra là như vậy có mấy vị trí để chúng ta có thể đề máy được? Câu trả lời là chúng ta có hai vị trí. Một là chúng ta để ở B, tức là vị trí đậu. Hai là ở vị trí N. Rồi. Ok. Như các bạn biết là chúng ta để ở vị trí N và vị trí B là hai vị trí chúng ta có thể đề máy được. Tuy nhiên, đố các bạn là chúng ta có cần phải đạp thắng hay không? Câu trả lời là với xe hộp số tự động mà chìa khóa cơ thì chúng ta không cần phải đạp thắng. Miễn cần số vị trí B và vị trí N là chúng ta có thể đề máy được nha các bạn. Tuy nhiên cái thao tác thói quen thường dùng của Thái thì cứ leo lên xe số tự động là đạp thắng đề máy và vô số. Đó là thói quen, đây là một thói quen tốt. Tại vì có một số khách hàng do thói quen này cho nên khi mua cái xe về là có một khách hàng là thắc mắc xe này có bị lỗi gì hay không mà tôi không đạp thắng mà tôi vẫn đề máy được. Cứ tưởng là xe bị lỗi. Rồi. Còn với xe chìa khóa thông minh, hộp số tự động mà chìa khóa thông minh, với xe hộp số tự động và chìa khóa thông minh thì các bạn phải đạp thắng thì các bạn mới đề máy được. Rồi, một ý nhỏ thêm cho các bạn nhé. Hy vọng là clip này ít nhiều cũng chia sẻ được cho các bạn vài kinh nghiệm nhỏ nhỏ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Thái Lớn trong suốt thời gian vừa qua. Trong trường hợp các bạn có nhu cầu mua xe, xin vui lòng liên hệ Thái Lớn, trưởng phòng kinh doanh Toyota thành Fukushima. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.